chấn động, đã tìm ra nhân vật lượng ngoài đời thực y như trong thơ. Cùng với đó là 1001 điều bí ẩn về các anh hùng dân tộc mà người Việt Nam yêu nước tuyệt đối không thể bỏ qua. Giờ thì bắt đầu thôi. Chú bé lát choát, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh, ca lô độ lệch, múa huýt sáo vang, như con chỉnh trích, nhảy trên đường vàng. Đâu là lượng ngoài đời? Đây là liệt sĩ Nguyễn Thanh, là chú bé lượng trong bài thơ Lượng của tác giả Tố Hữu. Ở ngoài đời, cũng có một chú bé liệt sĩ mang tên Lượng đi hoạt động cách mạng và hy sinh khi mới 14 tuổi. Đó chính là liệt sĩ Nguyễn Thanh, tên thường gọi là Nguyễn Văn Lượng. Mới đây, thông tin này lần đầu tiên được gia đình liệt sĩ Nguyễn Thanh chia sẻ. Sau khi xác minh, cảm giác vỡ òa dâng lên khi được biết chú bé Lượng có thật ngoài đời. Những chiếc áo tạo nên sức mạnh của người chiến sĩ, cùng họ, nếm mật, nằm gai, khét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, để đi tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Đó là chiếc áo nào? Áo trấn thủ ra đời trong kháng chiến chống Pháp, trong phong trào may áo rét cho chiến sĩ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1946. Có thể nói năm 1946 giữa bao bộn bề của cuộc kháng chiến, Bác Hồ vẫn đặc biệt quan tâm đến các việc nhỏ nhưng thiết thực. Khi mặc chiếc áo với ưu điểm là cứ bị ấm áp, lại còn thuận tiện cho chiến sĩ di chuyển, tiện lợi cho chiến đấu. Bên ngoài áo bằng vải trong lót bông và thấm đẫm tình cảm của bà con nhân dân gửi gắm cho các chiến sĩ. Để góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, biết bao tấm gương đã anh dũng hy sinh dù bom đạn xương tan, thịt nát chia không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Một trong những tấm gương xuất sắc, dũng cảm chiến đấu, vì nước quên thân và hy sinh đúng ngày giải phóng Điện Biên là một anh hùng mà đã là người Việt Nam thì không thể không biết đến. Nào hy sinh thân mình cắm cờ trên căn cứ Him Lam, Trần Văn Thọ, Trần Can, Phạm Hồng Thái. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Can. Trần Can sinh năm 1931 ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Mở đầu cho chiến dịch Điện Biên Phủ là trận đánh đồi Him Lam, anh được giao nhiệm vụ cầm lá cờ Tổ quốc do Hồ Chủ tịch ra cho quân ta, cắm trên đồn địch. Tiếng súng khai mở chiến dịch bắn ra, mặc kệ cho dù hỏa lực quân phát bắn ra dữ dội như thế nào. Anh vẫn dẫn đầu tiểu đội vượt qua Lô Cốt Tiền Duyên, xông thẳng vào sở chỉ huy. Anh như một mũi tên lao vun vút bắn thẳng vào tim địch, rồi nhảy lên Lô Cốt cầm lá cờ quyết chiến quyết thắng. Anh chỉ huy tiểu đội tiêu diệt những tên lính Pháp còn lại trong hầm, bắt sống 25 tên, tịch thu nhiều loại vũ khí. Trong trận điểm cao 507, Trần Can dẫn đầu đồng đội áp đảo quân Pháp chiếm trọn Mỏng Cờ, định đánh trả dữ dội hòng chiếm lại. Anh và địch giành giật nhau từng tấc đất quyết không để mất. Cả 4 đợt phản kích của địch đều bị anh cùng đồng đội chống trả quyết liệt, giữ vững thế trận. Địch mở đợt tấn công thứ 5, chúng ném lựu đạn tới tấp trước khi lao lên. Anh cầm lựu đạn ném trả lại và chỉ huy anh em nhảy lên hào đánh giáp lá ca. Cán bộ đại đội bị thương vong, Trần Can cũng mang vết thương trên mình nhưng anh quyết tâm chỉ huy bộ đội chiến đấu suốt đêm. Sáng sớm hôm sau anh tập trung những người bị thương nhẹ lại, động viên anh em, chấn chỉnh quân ngũ, củng cố trận địa. Quân địch tấn công dữ dội, mong chiếm lại cửa ngõ tiến vào Mường Thanh. Trần Can cùng các anh em đánh tan mọi đợt tiến công của địch, một lòng giữ vững trận địa, tạo lợi thế cho quân ta tiến vào trung tâm Mường Thanh. Vào sáng ngày kết thúc chiến dịch, tức ngày 7 tháng 5 năm 1954, anh đã hy sinh anh dũng. Có thể nói Việt Nam ta không giàu có và phát triển như các cường quốc khác, nhưng tại sao bạn vẫn yêu đất nước này? Tôi yêu đất nước vì thế hệ trước, họ lấy máu thịt đắp thành đất, lấy xương chất thành núi, mồ hôi nước mắt chảy thành sông, họ tạo nên hình hài đất nước, họ ngã xuống để giành giật lại Tổ quốc. Tôi thở không khí mà tổ tiên tôi đã thở, tôi đi trên mảnh đất mà tổ tiên tôi đã đi. Tôi sống trong bình yên mà tổ tiên tôi đã chết để giữ lấy. Dân tộc ta có một lịch sử hào hùng, anh dũng thật đáng để tự hào.
Tự hào về lịch sử dân tộc còn là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Bạn biết không, ở đâu đó trên thế giới này có rất nhiều người muốn có cuộc sống hòa bình và độc lập như Việt Nam hiện tại đấy. Bởi họ đang phải trải qua những cuộc xung đột vô cùng khốc liệt, lang thang lưu lạc vì quê hương này đã mất. Hàng ngày thức dậy âm thanh họ nghe được chỉ toàn là mưa bom báo đạn, xen lẫn những tiếng khóc tỉ tê đau đớn đến tuyệt cùng và bất lực. Ôi sự biết ơn khi chúng ta là người Việt Nam vẫn đang sống trong hòa bình và hạnh phúc. Các bạn ơi, chúng ta hãy là một thế hệ biết ơn những người đi trước. Bởi chiến tranh không đáng sợ, chỉ sợ người trẻ quên mất đất nước. Hãy là một người Việt Nam yêu nước, trân trọng những gì mình đang có và trân trọng những đau thương mất mát của thế hệ đi trước. Kế đến sẽ là một câu hỏi thách thức các bạn học sinh giỏi lịch sử đấy. Nối câu nói huyền thoại với anh hùng dân tộc tương ứng. Xin chào các cậu lấy đầu hàng. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cương, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Ngọc võ nước Nam thì hết ngọc, thì mới hết người Nam chống Tây. Một đám thất phu mà dám xâm phạm bờ cõi nước Nam, bỏ mạng lại đi. Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Và đáp án là đây. Hết lương thực rồi. Xin chào các cậu lấy đầu hàng. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cương, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Chừng nào võ nước Nam thì hết mộc, thì mới hết người Nam chống Tây. Một đám thất phu mà dám xâm phạm bờ cõi nước Nam, bỏ mạng lại đi. Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Có những phút làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người như chân lý sinh ra. Thật cảm động và biết ơn các anh hùng dân tộc đã cống hiến hết mình vì nước nhà. Tuy đã đi xa nhưng những câu nói vẫn còn vang mãi mọi thời đại, trở thành kim chỉ nam thôi thúc lòng yêu nước chi chịu trái tim người Việt Nam. Bạn sẽ được sống trong cảm giác của người chiến sĩ cầm vũ khí đánh giặc nếu biết câu hỏi tiếp theo này. Đây là một trong những loại vũ khí quân ta khiến quân giặc khóc thét. Đây là vũ khí gì? Đó là ná thun bắn lựu đạn. Ủa hello, cái này toàn thấy người ta bắn chim mà. Đúng rồi, chính là nó đấy. Nhưng khi chiến tranh tới, món đồ chơi ngày nào đã được nâng cấp lên làm vũ khí đánh giặc. Vậy mới thấy ông cha ta đỉnh của chóp cỡ nào. Đêm đêm bám bòm chiếu vải của bọn địch kinh hoàng vì bất ngờ lựu đạn từ trên trời rơi xuống. Mơ mơ màng màng không kịp trở tay. Quá đỉnh đúng không nào? Nói về súng thì phải gọi tên nhân vật sau. Với IQ cực đỉnh, bậc thần sáng chế, cụ tổ sáng tạo luôn. Người Việt Nam đầu tiên chế tạo súng thần công là ai? Hồ Nguyên Chừng hay Hồ Quý Ly? Hồ Nguyên Chừng đến ông tổ của nghề đúc súng thần công Việt Nam. Ông là con cả của Hồ Quý Ly, không chỉ tạo ra súng thần công thần cơ sang pháo vũ khí lợi hại nhất thiên hạ nhất bấy giờ. Bên cạnh đó còn có phát minh thuyền cầu lâu, một loại thuyền chiến lớn giúp thủy quân tăng cường sức mạnh. Nhưng sau cùng ông Hồ Nguyên Chừng không thể cống hiến tài năng cho đất nước vì bị Đại Minh đến phong kiến Trung Quốc thời bấy giờ bắt về đất nước họ. Âu đó cũng là một sự đáng tiếc của lịch sử nước nhà. Trong những năm tháng chiến tranh, có những hành động mà thời ấy lớp ông bà, cha mẹ, anh chị chúng ta đã làm, đối với họ là bình thường, như ngày nay nhìn lại, chúng ta thấy đó chính là hành động anh hùng. Nghe thì chất, tìm hiểu ra mới ngất. Bộ đội Việt Nam ngày xưa đỉnh thế nào? Lái xe kiểu độc lạ. Cầu người độc lạ. Đó có thể là lái xe tăng trên cột, rồi lái xe qua dây cáp, hay như lấy thân người làm cầu gỗ cho bộ đội đi qua, quá đỉnh như siêu nhân vậy. Ấn tượng nhất là cây cầu người đến được xây dựng bằng thịt da của những thanh niên xung phong đã góp phần tạc nên dáng hình đất nước. Tết Mậu Thân trong những ngày chiến dịch, thanh niên xung phong dù thịt nát, xương tan nhưng ý chí không sờn. Thương binh cần chuyển nhanh về vùng hậu tuyến. Đường ở đâu? Cầu ở đâu? Giặc Mỹ phá tận cùng. Trong nước mắt tuôn rơi là tình người kết lại. Những thân người lao xuống dòng suối xiết, dựng nên cầu người sừng sững, hiên ngang. Đấy các cụ ta ngày xưa đỉnh và máu chiến thế cơ mà. Dân tộc Việt Nam cỡ này quân giặc cỡ nào? Bảo sao cứ tới Việt Nam là thua lên thua xuống như vậy? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một anh hùng dân tộc vô cùng kiên cường bản lĩnh.
Ai là anh hùng diệt xe tăng? Anh Cù Chính Lam. Năm 1951, trong trận tấn công cứ điểm Giang Mỗ, anh đã một mình đuổi theo xe tăng của địch, rồi nhảy lên thành xe và ném lựu đạn vào buồng lái để tiêu diệt xe tăng và quân giặc. Cuối năm 1951, đơn vị anh được lệnh đánh đồn Cô Tô ở Hòa Bình. Trong lúc chiến đấu, bản thân anh đã bị dính 3 viên đạn nhưng anh vẫn kiên trì chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Anh hy sinh khi chỉ 20 tuổi. Ô, bức ảnh này có ai thấy quen không nhỉ? Hình như là nó thiếu mất một thứ rồi. Nếu tìm đúng, bạn quả là một cháu ngoan Bác Hồ. Bác đang đeo thứ gì cho cô bé? Khăn quàng, vòng cổ hay cà vạt? Thì ra đó là khăn quàng đỏ của đội ta đó các bạn ơi. Ngày được kết nạp vào đội lại được bác đích thân đeo khăn quàng cho thì quá là tuyệt vời luôn phải không? Chắc bạn ấy ngày đó phải là học sinh rất gương mẫu đây. Cô bé ngày ấy bây giờ đã thành cụ, thành bà của một trong các bạn ở đây rồi ấy chứ. Vậy không biết cô bé ấy là ai mà lại có phước đức được đích thân bác đeo khăn quàng cho như vậy nhỉ? Đinh Thị Lê Kim hay Đinh Thị Kim Lê? Có thể nhiều bạn chưa biết cô bé vinh dự được đích thân bác đeo khăn quàng đó chính là Đinh Thị Lê Kim tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Cả nước chỉ có 6 học sinh góp mặt tại sự kiện này và Lê Kim là đại diện duy nhất của học sinh Hải Phòng. Chắc là nhiều bạn gà tâu với bạn ấy lắm nhỉ? Là có nhiều bạn ước ao là được bác đeo khăn quàng đỏ cho như bạn Lê Kim trong hình cơ. Nhưng rất tiếc giờ không có được cơ hội đó nữa rồi. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Cuối cùng sẽ là một câu hỏi xoắn mà không phải ai cũng biết. Bác Hồ vừa đẹp trai vừa tài giỏi, vừa được nhiều người yêu mến. Vậy sao bác không lấy vợ nhỉ? Vì bác không thích con gái hay vì bác chưa muốn lấy vợ? Trước khi đưa ra câu trả lời, để nhanh trí kể cho bạn nghe câu chuyện này đã nhé. Có một lần khi các chú bộ đội ngồi với bác, có anh chiến sĩ đã nói: 58 tuổi vẫn chưa già, răng rụng rồi răng lại mọc ra, dân đã có cha chưa có mẹ, bao giờ cậu cụ lấy cô bà? Mọi người hò reo ầm ĩ tán thưởng. Bác liền đứng dậy trả lời: chú hỏi bao giờ lấy vợ phải không? Có hỏi thì có trả lời nhá, không bao lâu nữa đâu, bao giờ dân ta toàn thắng, Nam Bắc sum họp một nhà. Bác cũng chỉ là một người bình thường, có vợ thì còn phải lo cho vợ, có con thì lo cho con, mà như vậy còn ngày giờ đâu lo cho dân được nữa. Nói đến đây, các bạn đã có câu trả lời vì sao bác không lấy vợ dù chứ gì.